ตามบ่งธรรมะทีวีสมากรุบบ่งๆอักษณะตุงงอักษณะบาดงานนี้บ่งธรรมมาบรรทาวิดีโอจูนบ่งๆเดี๋ยวตุสนาแถมเตี้ยนี่ก็ปัดบาดประแตงตีใบปัดประแตงตีใบนี่ฮัลโหลไงงานนี้ก็จิบเฮ้ยยังพิเศษว่างวงธรรมะทีวีชินเจ้าทักทายกับบ้านให้เมื่อไหร่หลับหยุดติดตกuống miếng quán lượng thứ ba. Bữa nay thì lại cũng thấy cũng rất là mau này. Thì nó đã có than sẵn cả nhà, rất là lẹ. Nhà mình ai chưa đăng ký thì đăng ký để theo dõi ha. Còn bây giờ làm toàn bạn đăng ký chưa đăng ký comment nói bằng không đẹp môi phong là bây giờ tôi nào video thay mày. Nếu mà tăng thì bây bảo à. Nghe nó chắp hơi chứ không bị sao tiết à. Vậy là rằng chú ngày xưa là thay mặt tiền tiết đấy. Rồi nó cỡ ngay tổng là hơi ấy. Nghe buồn phép bán bỏ chục mấy tiết đấy. Nằm mà phía phòn mà phải buồn. Lâu khinh mà đau nữa, chắp hơi ấy. Quá lẻ hả cả nhà. Ở đây thì tha bằng sình không à, không có xài bằng dầu nhớt cho cả nhà. Tha bằng sình. Và tức lệnh phốc, tức lệ phốc. Lệ rồi bán chắp. Xem mình là lệnh cách bảy kia. Hay lâu nào nó nó ôm nó ấy bán đấy. Nó ôm nó ấy bán đấy. Xua nạc bung xua nữa. À không lãng chuối ôm thơm này nuôi đấy. Đây mình gọi mình ta. Chạp cái to con đó này. Anh nó mà bắt đang bắt đâu có đá lên đó lên. Anh nó tồn tại to đó. To bị ta bắt đá trung tâm đó. Là nó là dân vô tim sao luôn đấy. Miếng này là miếng giữa ha, nhà, miếng tim giữa luôn nè. Rồi nó tròn ở giữa luôn. Đó. Miếng trong mình đá trung tâm luôn á. Đây là miếng tim giữa hả cả nhà. Cái tèn nó còn đã chứ ngay mình nó bằng bồn nhân chôn mưa hả khăn ông. Mời cả nhà mình vào bên trong xem hai cái miếng mà tim của giữa ha. Cũng là mẫu xẻ rồi ra xong hết rồi. À nó bát đâu còn đã là. Ừ. Bát đã. Hai cái này là hai cái miếng giữa ha. Giữa tốt rồi. Giờ cũng đã cắt mặt ra hết rồi. Miếng bia bà tên nó còn đã lấy. Bằng bốn dân ngọc nha. Nên mạnh ta gặp tha như là cắt một thôi. Thầy chưa mà ngay bia tới bà cúm á. Nhưng mà bia bà tên cúm chơi nè nó còn đã là chút. Thầy bên này chọt có đừng to. Tao là bà tên này bằng thâm vùng quẩn á. Thế như là hai miếng này là ngay trung tâm điểm của giữa ghe hay nè ha, hai miếng trung tâm. Hai miếng trung tâm của giữa ghe cặp lại rồi mới đưa cái miếng nãy đang uống thì nó ngay cái điểm giữa này. Ngay cái điểm giữa nó nối lại. Đó. Thì bữa nay nữa là xong được hai miếng nữa rồi. Thì uống thơm cũng cố gắng cập nhật cho tất cả các bạn mình tiện theo dõi ha. Năm nay chùa Bốn Mặt cũng chuẩn bị sớm rồi cả nhà. Thì do mấy năm nay cũng không có thành tích tốt thì cũng nghệ nhân danh rớt cũng tập trung đóng lại chiếc mới, cũng như sư cũng như ban tổ chức cũng mời. Hiện tại thì cũng đã uống xong hai cái phần miếng quán giữa. Còn mạnh cái năm đó xa qua bệnh bụng phép mình bàn chuột chi. Đây cái năm hơi
bạn bạn chụp kia đây làm thế thì đây cho quân có đôi chia phát hiện được mô và đôi chia là tham gia trong cần phải là có và bạn mua được tế bỏ thuộc mây làm bài cho ruộng nào cho nằm ở phía con một phải buồn nữa. Ở nằm nó gọi chỉ nằm bắt tay quan tục ngô tiếp lỗ đôi chia tá gặp khang cả công hay con cháu thằng bật cái đà bát lão công và mình hỏi sẽ làm vậy nên là công nó còn đá lắm thở nghệ nhân ổng cũng làm cái phần công giữa đây cũng rất là nhiều rồi cả nhà vài bữa nữa bắt đầu gắp cái phần đó vô. Ngày nào bạn bà cung? Lâu ngày nắng bán bia và tên nắng tiết á. Như thế sẽ ếch phải cho bà cung bán này. Ngày mai thì chắc có thể gắp cái phần hai miếng giữa cả nhà. Nếu làm kịp thì làm gắp lại hai cái miếng giữa. Ai phải chia có cùng mà bia và tèn nó còn đã lắm. Đó là thế nào tè vậy. Một lần tiếp thôi. Và cái đầu mà ngay mà lăng lăng chập. Nhưng là sẽ phải cùng mà bia còn đã luôn hết nè. Ai gắp rạp á. Ừ. Gặp phải không ngay trước để mà nặng thân mộc mô nếu ăn nắng ngày nắng là hơi bia và đèn nắng ngay mai này có lẽ là gắp hai cái miếng trung tâm hay nhà thì cố gắng lại cập nhật tiếp cái phần gắp cho cái nhà mình theo dõi ha. Cách này cũng rất là lẻ cả nhà. Cách này là uống cũng rất là lẻ, cũng nó không có mất thời gian. Bật cái đà là biệt nó về khắp, rồi mình bật tiêu lẻ mình giao tiếp và học lê lẹp bát của mọi người phải đâu hàng cộm. Thấy mình giao tiếp ta nó mập lật lớn của nội về sủa. Nâng lại chọt lại nghe tồn tại một con cõi nó còn đã tin này là phần cái điểm giữa của lường ghe hay chỗ mới nối ngay cái điểm hai cái miếng nãy đó. Là hai miếng này miếng này rất là đẹp cái này cái tim giữa thôi nha sạch. Thời đang uống trà. Mấy dân ô tập bia xa bấy xá vào chẳng lại nghe dạp có ba lần tuổi ấy ba lần tuổi mà xa tiếp đâu đấy quá đẹp luôn ha những dáng này ngay cái miếng tim này rất là đẹp luôn rồi nha tèn nó tim nó đã xa luôn. Quá kỹ luôn ha. Nhà cái thấy lửa đó. Thì sử dụng bằng sình này nè. Sình pha loãng cái nước để hạ cái phần mặt dán ở dưới đừng cho nó bị nứt.
Giải lao uống trà hết nha, người nhân dân rất chen ta rất ta lo xâm ra khá hộp tay giang này quá đẹp thôi nè, hoàng ươm luôn, sạch đá sát hút. Chèn chặt vào đầu mà mình chôn thêm á. Rồi đồng cũng vô thêm á, cho nó bung cái dán ở phần giữa thôi nha. Để cho nó đẹp, miếng này là miếng giữa, tan lên tan nó còn đã lắm. Rồi mình bột đi xem mà. Xong rồi cả nhà, chẳng hơi nó mà mặn miên được hơi ó, cho nên bong thầm ó quân bong bồn dân ó khné để test nano là kênh bong thầm TV này, ngày thay chụp chụp chi sợi mà còn thay thằng ó khné này thì complete chui check chui like chui subscribe làm bài là tập tua nó phải đốt mày tiếp bạn, thì thôi cũng thầm mà cũng xin là tạm dừng ha, cũng thầm mà cũng sẽ lại cập nhật tiếp tục vào ngày mai thì cũng mong tất cả các bạn luôn đồng hành ủng hộ để theo dõi tiếp tục ha, xin là cảm ơn cả nhà mình rất nhiều.